Hey, bây giờ ra rau ăn phở. Tối qua mình có nấu phở gà. Ghế luôn. Vàng hết rồi. Chị lạnh nó vàng hết rồi. Phở gà ở nhà có gì mình nấu đó thôi. Có cái đây đùi gà Mỹ mình hầm trong nồi instant pot mà sốt á, hầm ra nước vẫn ngon nè. Cái này là rau ở nhà trồng luôn, này nó mắm gừng ăn cánh gà. Đây có tiền để uống hết mày mọi người. Crayon ha. Cái này là một cửa hàng nữa là gọi là Marination. Bông tài thấy biết không? Bông đèn. Con đó có lỗ tai là đẹp bông. Nguyên có quà trên đầu á. Anna and Elsa. Anna and Elsa. Cực kỳ chị. Xin đi, xin đi. Xin đi coi cái hát nè, coi cái nón màu đỏ nè. Xin đi đổi mẹ coi coi, xin đi, xin đi. Xin đi, trời ơi. Nhìn mẹ nè, look at mommy. Để mày coi coi, quay lại. Nhìn mẹ nè. Dễ thương quá, so cute. Hồi xưa nó có 99 cent nè, giờ nó bán nhiều mặt hàng lên cho nên là bây giờ nhiều giá. Đây muốn mua đồ hộp gói quà mua đầy hoặc là Dollar Tree là rẻ với lại nhiều kiểu. Xin đi đi con, you come in this way. Để cứ sợ luôn. Chào con. Xin đi, nhìn đẹp không xin đi. Xin quá. Mấy cái này giá khác, họ để giá ở đây. Đây là 1.5 đồng nè. Trời, có cái mấy cái vớ nhỏ xíu rồi. Để tên. Xin đi, đây con, go. Vũ khí mấy cái châu à. Nếu mà họ bán đồ đồng giá một cộng thì nó có đa dạng. Cái gì? Cậu thấy không? Cái này cái gì? Christmas house decorating kit. Ta làm bằng kẹo nè. Rồi ta làm bằng gingerbread. Cookie mà này là bằng kẹo. Trời chút xíu nữa hả? Bây giờ này đâu có gì đâu con. Bây giờ này là trang trí không có gì ở đây hết á. Dễ thương quá. Đồ ở đây nhiều hơn Dollar Tree tại nó bán nhiều giá. Ừ, nên đồ gói quà. Đồ mấy này gói quà gì đó mệt nghỉ luôn. Đồ mấy cái đấy đựng bánh đẹp quá ta. Thương ghê. Cái này đi con. Nhà Noel. Chi. Xin đi nhìn Santa nè. Ho 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 ho. Santa. Ho ho ho. Quá trời. Mình có đủ hết rồi cho nên không cần mua nữa. Thì nào xài mấy năm chán rồi mua cái trang trí mới. So pretty hả? Trời, có giấy gấu vàng. Đồ chơi nè. Wow, cái bộ trang trí này rẻ rồi nha.
nha, cho Happy New Year mà 9 đồng rồi. Mẹ order trên Amazon cũng giá như mẹ. Nhưng mà đây mình lựa được. Mình luôn hả con? À. Đi đi xin đi. Xin đi ơi. Let's go. Cái dụng cụ học tập. Đi con. Thì ơi, đồ cho mấy em thú cưng. Đồ ăn, để đồ ăn cho chó. Có 3 đồng. Trời, có đầm cho mấy ổng bả nè. Trời đất ơi. Ghét không? Đồng mà. Mềm quá ha. So soft. Rẻ. Bự ghê. 24 40 inch bự ghê. Mấy cái đồ để sửa chữa đồ nghề trong nhà ở đây cũng rẻ nè. Trời ơi, có cái ghế đồ nhỏ xíu à. Trời, long long này ngồi bàn trang điểm nè. Để coi nhiều. Nè giá. Mà thử coi. Heavy hả? Này gì đây? Ghế đồ hả? Ông hút hút bô bà được nè. Ông hút này tái sử dụng nè. Có luôn cái cây rửa. Wow, dài nè. Wow. Tường nhà bếp hả? Có ngồi đi. Ngủ nhà bông. Đây, wheel storage. Trời ơi, này cho mấy đứa nít nè. Có ngồi đi. Trời, ngồi đó nha. Ngồi đây mẹ, quay. Đây. Ai muốn mua mấy cái đồ trong bếp á hả? Chỉ do đây là rẻ lắm luôn. Mấy cái đồ này mua cửa hàng khác mắc lắm nè. Mấy cái bộ nướng bánh này nè. Mấy cái khay này tốt nè. Mà 6 đồng nguyên bộ luôn nè. Nè, có cái này để nướng gà tây nè. Bỏ cái nồi nè. Cái này mới mắc, cái này lớn, mắc lắm á. Nè, bao nhiêu cơ? 10 đồng nè. Nguyên bộ dao nè, 6 đồng nè. Coi rồi. Bình thủy nè. Không nhảy thôi. Không nghĩ hôm nay bán đồ tàn hoàng á. Nghĩ đồ bậy bạ không. Quan niệm gì anh không có vô thử. Đi xuống đi. Chụp. Sắp chụm nhưng mà sợ gì. Cái này cho mấy đứa nít đựng đồ chơi nè. Có cái có cái bánh xe không nè. Bỏ vô cái nó giật nè. You did it, good job, high five mẹ cái. Yeah. Oh, cái này gì cái này hả? Nó bỏ đồ chơi vô xong dọn đẩy trong phòng. Dễ thương. Ừ. Có hai màu cho đứa trai đứa gái. Cho có 6 đồng một cái thùng này rẻ vậy. Nó dọn xong nó kéo vô trong phòng. Cái này cái gì? Thớt hả? Này cái thớt. 7 tray with board. Cái này quay được không ta? Ồ, cái này cái kệ đựng gia vị nè. Mấy cái này là as advertise on TV. Là mấy cái này quảng cáo trên cái chương trình mà giống như anh bán hàng online trên TV á. Đã từng bán giá rất là mắc. Wow, cái này gì đây? Người chắc để phân chia quần áo. Cái gì giấc cơ? Cái kia slime hả? Ừ. Nó móc. Cái khe màu vàng đồng dễ thương nha. Đây đựng gia vị nè. Đây mấy cái hộp này á hả, rất là tốt. Mình hay mua hộp đựng đồ ăn ở trong đây nè. Hộp này heavy duty luôn. Ham microwave được. BPA free. Đây chỉ mọi người trong đây bán cái nồi nè. Cái nồi này trời, nghĩ sao mà có 4 đồng bạc vậy nè. Đó, 4 đồng đó, cái nồi này hả,
làm đủ thứ á, làm được popcorn nè, làm được pudding nè, làm cheese dip nè, chocolate nè, oatmeal cereal, mac and cheese. Một set 100 miếng nè, Mr. Fresh, hộp đựng đồ ăn BPA free nè, mà có 10 đồng nè, rẻ không? 100 miếng là trong đó là có 50 cái hộp và 50 cái nắp. Bên Mỹ này cái gì trong đó nó cũng tính thành miếng ấy, nghe nó nhiều thì thật sự là không có nhiều đó, nhưng mà 50 hộp thì cũng quá rẻ. Đó, hộp đựng đồ ăn nè, ở đây là vô số luôn. Mấy cái hộp này tốt lắm nè. Đây. Thương quá. Cái thăm lờ này cũng tốt nè. Mất bự ghê, 6 đồng kỹ thương, giữ quá nhiệt á. Bự không? Mẹ coi bình này bao nhiêu lít. 68 ounce là bao nhiêu lít ta? Trời ơi, nó bự. Không biết nhiêu lít rồi, nhiêu lít rồi. Bự quá. Chắc phải 2 lít nữa. Yoga mat nè, tập thể dục 4 đồng, miếng bự luôn. Này đồ chơi. Ồ, cái này. Cái này cái lều. Này đồ chơi, trời đủ loại hết. Trời, cái này gì vậy? Cái đựng tiền xu nè. À, bỏ ống nè. Mấy cái này đẹp nè. Mấy cái lá khô này nè, trang trí mấy cái bình bông trong nhà đẹp nè. Phong giả. Mấy cái chảo Diamond Ceramic này, non-stick grill pan nè. Mà có 5 đồng mà. Cái này để chiên thịt bò. Hớt nguyên một bộ luôn, hớt tre nè. Có ta làm bánh waffle hình con Ofla trong Frozen nè. 10 đồng à, rẻ không? Rồi coi mấy cái này rẻ nè. Đó, nguyên một cái kệ trong nhà tắm luôn nè. Để thường thường mấy cái nhà tắm, mấy cái nhà tắm bên đây có nhiều, nó có cái bồn rửa mặt trên thôi, nó không có cái tủ ở dưới nè. Họ bán nguyên cái tủ dưới đó có 25 đồng. Round bathroom mirror with bamboo, trời cái kiến. Ký 11 đồng. Cây kệ để dài. Cái này được quá ha. 20 đồng để trong nhà nè. Các bạn, hôm nay mình đi một cái cửa hàng siêu thị lớn của mình, đó là Target, để mình tìm mua thêm một chiếc đồ cho. Đây, bên Mỹ có hai cái hệ thống siêu thị lớn là Target và Walmart. Và Target thì bán đồ nó mắc hơn chút mà đồ nó đẹp hơn. Thôi mát thì đồ rẻ. Nhưng mà số mỹ phẩm đồ dùng trong gia đình á, mỹ phẩm ở Target thì nó rẻ, nó mắc hơn. Cũng y chang luôn mà ở Walmart bán rẻ hơn. Bà con rủ rượi vô shopping. Gì đây? Target. Oh, what's wrong? Cái này là gì? Cái gì sợ đông vậy? Cảnh sát quá trời. Đây, quần áo nữ trong đây á, đẹp lắm nha. Nếu mà giá không có sale cũng thêm á. Có thu 12 đồng. Dễ thương. Nhìn nó đẹp, nó cao cấp hơn là đổ Walmart nhiều. Rồi, mới hỏi nhân viên rồi. Không có chuyện gì hết, tiện vô đây thấy cảnh sát nó trời sợ quá. Dễ thương không? Đồ đây đẹp lắm nha. Đồ mà nó kiểu như nó giải tốt rồi, kiểu cũng thời trang á. Mua đây cũng good lắm nha. Đây mấy cái áo của mình đẹp, cái áo lên này đẹp. Dễ thương không?
Trời ơi, màu đẹp không à. Nó dễ thương luôn. Thấy viết ở đây cũng đẹp lắm nè. Các bạn mà muốn mua đồ nữ giá phải chăng vô đây. Mà hả, thế mình thấy cũng không rẻ lắm nhưng mà ok, nhiều kiểu để chọn. Cái này đẹp nha. Có cái này bên nha. 13 đồng cũng có. Wow, mấy cái này cưng không? Trời ơi, dễ thương quá, màu đẹp quá. Cái này đang có 30% off nè. Sweater 30% off. Dễ thương quá đi. So cute. Màu đẹp không? Mình thích nhất là Target được cái là họ đồ đạc, đồ gia đình, quần áo á, họ chọn những cái tông màu nó tươi không à, đẹp lắm. Đồ trong gia đình cũng vậy. Áo khoác nè, áo cardigan ngắn dài nè. Để coi trên đây họ bán. Ủa, cái này váy. Ờ, cái niệu A New Day nè, hiệu này của Target đồ đẹp lắm nha. Bao nhiêu? 35 đồng. $44 áo lông. Trời ơi, vẫn cái này là chồng mình ôm mình cũng ấm luôn nha. Đó, bao nhiêu? 44 đồng. Màu đẹp không à. Rồi, trời, có mấy cái yếm như cưng không? Đồ này đồ cho teenager. Ok, à, áo lọ nè, câu lọ. Đôi dép huyền thoại mua từ bên Việt Nam, đi ra đường bất chấp thời tiết. Xỏ vô một cái đi. Mấy bà bánh bèo nè. Không biết sao cái bà bánh bèo Jojo là có cái sức ảnh hưởng lớn lắm nha. Chung là nó có cái show của nó đó. Mấy đứa nhỏ nhỏ cũng 9-10 tuổi thích nó lắm. Nó ra đồ quần áo, ba lô, rồi nơ nít nè. Chung là hai con bánh bèo nhà mình chưa tới tuổi để xem cho nên là mình không rành lắm. Chỗ có cái áo khác này. Cái này bận cho đêm Noel nè. 30 đồng. So cute for Christmas. Đồ trên đây màu đẹp không à. Để cho mấy đứa lớn lớn chút. Màu yêu rồi yêu. Sorry. Đồ bận ở nhà đó, mà như công chúa vậy đó. Trời ơi, con ngủ. Mình ngủ thế nè, hoành tráng. Mày bận ra đường cũng được nè. Trời đất ơi, ghét quá. Có cái show họ quay trong đây nè. Đó. Hèn chi tập trung đông quá trời. Chắc show này cho Christmas. Các bạn, mình vừa hỏi nhiều nhân viên là sao mình có nhiều cảnh sát đó, là hôm nay có cái chương trình là mấy em bé đó shopping với lại cảnh sát. Mỗi một cảnh sát sẽ đi shopping với một em bé. Dễ thương lắm. Lần đầu tiên em bé được tiếp xúc với những người cảnh sát mà họ dẫn đi shopping mua đồ Giáng sinh. Em đi theo đó bụng quá, mua một bịch khô bò Mỹ ăn mùi teriyaki. Các bạn biết mình đang nấu món gì hay không? Đó là món xa xíu Nhật Bản, ăn mềm tan trong miệng.